Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình lại bán tiếp một số đồ bãi Nhật nha. Mình bán giá rẻ thôi. Mình bán với tính chất là rẻ đó nè. Nha. Đầu tiên là mình có một cái con máy hàng nè ha. Cái con này nó hàng bình thường anh em. Em mua về em dùng mà em cũng ham mua nhưng mà không có dùng nha. Chỗ này nó cắn tí xíu, em lấy cái kìm em bấm em sửa cho anh em. Ở đây là bên đây là cái bề hàng, bên đây là dây mát, dây đồ của nó còn bình thường ha. Mọi cái chức năng của nó là đều bình thường hết nha, nó đều bình thường. Dây nó có sẵn đâu mấy mét á, em không để ý, em mua về em chưa tháo luôn nè anh em. Em mua về em để cũng hơi lâu mà em chưa có tháo nè ha. Dây đồ còn luôn. Thì ở đây nó hàng từ 1.6 ly, 1.4 ly nha. Nó hàng từ 1.4 ly nè, 1.4 ly, 1.6 ly, 2 ly, 2.6 ly, 3.2 ly ha. Nó hàng từ 1.6 ly cho tới 3.2 ly. Nguồn điện thì nó có hai nguồn điện, điện 100V và điện 200V. Thì hình như con này nó đi 40 cho tới 110A gì đó, em không rành, em chỉ mua về em dùng thôi. Còn anh em nào chuyên hàng á thì mấy anh em sẽ rành hơn em nha. Đó rồi, con này nó hai nguồn điện nè. À, tôi rất nặng đâu 20 mấy ký vậy ha. Đây nè, nó hai nguồn điện, một á là nguồn điện của nó là một điện 110, hai là nguồn điện 220. Trong này nó đang đấu sẵn là nguồn điện 220 nè, 100V, 200V. Con này 5kVA, em bán giá thanh lý cho anh em luôn ha, 10%. Con này 40V nè, 100 mà, từ 40 tới 110A nè ha, 40V nè, 25.5V nè. Con này nặng 20 mấy ký á, đưa em coi trên cái này nó có để ký không. Nó nặng 20 mấy ký á nè, nặng 2 mấy ký á, 2 mấy, 3 mấy vậy á. Để em cân thử cho anh em xem nha. Hey. À, nó nặng 17 ký nghe anh em, 18 ký. Đây, 18 ký. Hôm nay em thanh lý cái con máy hàng này cho anh em. Nói chung là hoạt động đồ nguyên hoàn chỉnh ha. Hoàn chỉnh, kẹp zin nè, kẹp zin nè, Suzuki gì nè ha, kẹp zin bình thường, không bể không mẻ gì hết. Em thanh lý cho anh em với cái con này cái giết đâu rồi. Em lại hết băng keo, chưa có đi mua băng keo, em biết thẳng này luôn ha. Anh em dễ thoát, con này em thanh lý cho anh em giá 1.400.000 thôi, 1.400.000 ha, 1.400.000. Em thanh lý anh em giá 1.400.000 ha. Anh em ship thì hỗ trợ em 50.000 đi, nặng lắm anh em thanh lý mà. Cái hai nữa là em thanh lý luôn ha. Đây là cái con Eto con số 3, con này là 7 hàm 75, con này kẹp ống nha. Eto này kẹp ống cũng khá là độc ở trên thị trường á, không biết sao mà cái điện thoại nó cứ bị tắt màn hình miết à. À, nó để chế độ tiết kiệm đây ha. Đây con Eto này rất đẹp, có một cái là em không để ý, em mua về con này số 3 kẹp ống nè, nói chung rất đẹp luôn nha. Để nước chỗ đây tí xíu nè, không ảnh hưởng gì tới cái hoạt động đâu. Anh em thợ hàng thì về chấm thau vô nè, em không để ý ha. Con này em chưa vệ sinh luôn nha anh em, sao nó vậy ha. Con này mã số 2 nè, mã số 2 em bán cái con này giá 350.000 nè. Đây, mã số 2 nè, số 2 nè, 350 nè. Em thanh lý cái con này giá 350.000 luôn nha. Con này nó 350.000 nha. Nên nó nặng cũng mấy ký anh em, 2.4 ký, nặng 2.5 ký ha, 350.000 nha. Rồi, xíu nữa em làm tiếp hàng 100.000 nha, còn nhiêu em làm hàng 100.000.
Thứ hai nữa thanh lý cái cây Galaxy Skipper, con này của Đức, con này nó xài phi 16 đến phi 90 dây zin Skipper ha. Con này KB này, Skipper này, anh em lên mạng chán từ Skipper Warren là nó ra ngay của thằng Đức ha. Con này KB1, nói chung giá trị của nó rất là thấp, giá trị rất là cao nha. Đó, con này em thanh lý giá 200 nha, con này nặng cũng chắc 2 kg á. Con này thanh lý giá 200 ha. Mã số 3 200K nha. Hoạt động bình thường ha. Cái đây là cái đồ khóa dây của nó, nhìn răng là không bị mẻ nha. Rồi, mã số 3. Mã số 4. Có ba cái nồi. Có hai cái nồi nóc của Nhật nè. Xịn sò nha, xịn sò nha anh em. Cái thước để đâu rồi? Cái thước để đâu, bên ở đâu rồi? Tìm không thấy, thấy không đo cho màu mà chưa thấy. Hình như cái này mười mấy nè, cái này làm bằng thép không rỉ, này nó dính dơ nha anh em, về rửa ha. Đó, nó ra đó ha, dính dơ anh em về rửa nha. Đây bây giờ in cho băng stainless steel, stainless steel da băng inox 18-8. Con này về làm đồ múc đồ múc nước gì cũng được ha. Con này nấu tất cả có loại bếp trừ bếp từ. Rồi một cái, cái hai cái, cái số 2, cái này là của hãng gì nè, qua hay gì nè ha, brand một gì nè. Con này nhìn cái form dáng nó giống thằng Đức, của Đức á, những cái dáng cái kiểu nó giống của Đức. Con này cũng dơ thôi anh em, chả có gì đâu. Hai cái này mã số 4 giá 150 nha. Mã số 4 nè, 150 nè, 150k hai con, inox rất đẹp nha, inox 304. Con này nó không từ thôi anh em, con này nó chỉ có cái là nó không từ thôi. Em đang kiếm cục 500 đâu, em thử từ con này à, mua về chưa thử luôn á, thề hứa, thề chưa thử. 500 đâu em thử từ, biết có 500 đâu đây không, có cục 500 mới thử từ được. Không từ. Đây, hai con này. Đây, anh em, hai con này không từ. Không có từ, nhưng mà con này hình như của Đức hay gì vậy ha. Ham Razer gì, Razer gì đó. Nhưng mà rất đẹp ha, bằng inox 18-8 này. Con này hình như của Đức. Còn con này của Nhật ha. Hai con 150, mã số 4. Mã số 5. Kính lúp đi. Rồi số 5. Đè đè đóng giày đi anh em, đè đóng giày. Thanh lý luôn ha. Con này thường khoảng 4 5 xị. Đè đóng giày, đè chim. Đè chim nhưng mà là con này nó chim vô cái cục đè đè lớn anh em. Cục đè bữa mấy anh em mua của em á là nó có cái lỗ anh em thả con này vô. Con này thì nó bố đâu rồi, bố ghê. Con này thì người ta làm cho nó thêm cái chân bằng gỗ nè, người ta làm cho nó thêm cái chân bằng gỗ, có chữ hay không có chữ em chưa biết ha, em chưa. Đây con này cái đen này nó bằng thép anh em, nó bằng thép á anh em có cái con đe mà bữa mùa em cắm con này xuống ha, làm cái đây, con này nó kêu là đe phụ để chim rất đẹp nha. Chữ nghĩa thì chưa thấy nhưng mà nó bằng thép. Thanh lý luôn ha, cả bộ này đó, cả bộ đó ha. Nó dài chắc 1 2 40. Cái đè này nó không có thước, để em lấy cái thước này đi. Ok, nó cao 40. Thân của nó là cái thân, cái thân của nó là 20. Tổng chiều dài của mặt đe là 160, chiều ngang là 65. Rồi, con này đe thép. Con này em bán anh em giá 3 triệu rưỡi thôi. Thanh lý mà.
Con này 3,5 triệu nha. Ôi con này 3 tỷ luôn cho nhanh hơn em. Mã số 5. 300. Em ghi lên luôn ha. Thì chả còn giấy nữa. 300. Đây. Số 6, số 7 có hai con đội. Một con 2 tấn và một con 3 tấn. Em bán rẻ luôn. Con này đội xay nè. Con này 2 tấn nè, con này hoạt động bình thường. Đây, cái máy bắn vít độc. Em có cái đồ xay đội chuyên nghiệp. Đây. Để mình có cái đồ xay đội chuyên nghiệp. Chắc mẹ này không vừa. Không vừa. Rồi. Đây thằng Vinh nha, thằng Vinh. Đó, phải vô. Đây lên. Lên em. Đấy, chuyện nhanh quá. Cái này thay đổi đó anh em. Rồi, thay vậy thôi. Rồi cái này mở ra nữa. Em bán thanh lý cho em luôn. Dạ. Con đội ha, con này 2 tấn nha. Con này 2 tấn đàng hoàng. Con này của nước nào thì chưa cha. Chắc của nước Nhật. Nó để dưới đây N2 gì nè. Không để. Chỗ đây không ăn thua đâu. Hoạt động tốt là được rồi ha. Rồi. Chả nói gì à? Rồi hoạt động bình thường. Con này bán giá 250 thôi. Thôi 250 mẹ bán luôn. Mở số mấy rồi ta? 576 nha. Rồi, mã số 6 250 tiền nha. Mã số 7 con này lùng hơn nhưng mà 3 tấn ha. Con này đội lùng. 3 tấn con này của Mitsu. Mitsu thì chắc chắn của Nhật rồi. Đó, con này đầu điếc đâu bình thường, này đầu xay. Không mở được. Con này như 2 tầng đó nè. Hai tầng nha. Hai tầng. Con này mấy tầng? Con này 1 tầng. Con này 2 tầng ha. Đó. Không ghê. Số dê ha, con này nặng hơn á, con này nặng hơn, con này bán giá 4,350 nha. Này mã số 6 nha, mã số 7 350 350 ngàn nha. Rồi mã số 7 đây, mã số 8 con này em đổ qua nguồn rồi, cái cục nguồn nó đâu ta, để em thử luôn. Con này quay rất mạnh luôn. Quay rất mạnh luôn. Máy mài này, cái máy mài pin nhưng mà em đổ qua nguồn rồi. Đây này, hai cái viên đá nó mới nha. Có thử anh em, có thử chạy ngon lắm. Nhưng mà cái cục nguồn em để đâu rồi. Con này nó xài được nguồn 6V của hãng Hitachi. Em độ nguồn rồi nha, em báo thông báo trước là em độ nguồn rồi nha. Chạy rất là mạnh luôn, để em kiếm cục nguồn cái.
nguồn để đâu rồi nè, có một cái nguồn điều tốc mà để đâu rồi, chạy ra ngoài. Con này bán giá 100 nha, 78 nha. Chỗ em đang kiếm em ghi chỗ nào mà để nó đừng có dơ. 78 này, mã số 8 với 100k nha. 8 với 100k. Mã số 9 nào. Mã số 9 có một cái kính lúp thiệt bự luôn nè. Đây, một cái kính lúp thiệt bự luôn, bằng đồng. Đường kính nó là 10 cm. Tổng chiều dài của cái này nó là 23 22, 10 cm. Rất là to nha. Cái kính lúp rất là to luôn, chứ không phải nhỏ. Cái kính lúp này bán giá 200k đi. Mã 9. Thôi 180 anh em. Em cố tình em ghi ở trên đây là để đây mã kính lúp mã số 9 giá 180 ha. Để anh em về xóa được nè ha, kính lúp tóc to. Kính Nhật nha. Kính Nhật. Rồi, mã số 10. Cái kính lúp nhỏ này. Nhỏ hơn nhưng mà nó có, rất là có vỏ nha. Nhìn rất là ok, cái này rất đẹp. Cái này thì lúp nào không thấy ghi. Thôi, cái này bán giá 100 nha. Mã số 10. Giá 100k nha. Mã số 11. Mã số 11 nó có hai viên đá cắt của Nhật nè. Nước bán sao luôn. Rồi. Mã số 11 có hai cái viên đá mài của Nhật nè nghe anh em, của Nhật nè. Hai viên mài góc á ha. Mài góc của Nhật nè. Mắt của nó là 6.300 vòng nè. 4.300. Mắt của nó là 4.300 nha. Đó, mắt của nó là 4.300 hai viên. Với lại cái đồ tập tay nè. Đó. Thì đá này anh em mua đá Trung Quốc nó sẽ rẻ hơn ha. Nó đâu 20.000 nguyên vậy đó. Đó, cái này để tập tay nè. Ba món này giá 100k nha. Ba món này nó là mã 11. Em còn thanh lý nhiều lắm anh em ơi, em còn thanh lý nhiều lắm, em đang chuẩn bị tiến hành để em dọn nhà. Anh em có mua cái này không ta? Bán luôn. Cái này là cái máy bơm. Máy bơm từ. Nó im lắm, nó không ra tiếng động. Cái con này nó xài điện 100V. Để em ghim điện cho em thử cho anh em xem. Nó đang chạy á nghe anh em, đây nó đang chạy nghe. Nó bơm á. Anh em đâu nghe tiếng đâu đúng không? Cái máy này máy bơm từ. Thấy không? Bơm từ. Mà nó bơm cái gì á thì nó đang chạy nè ha. Nó bơm cái gì á thì em không biết. Hình như hút đường này nó ra đường này cái gì á ha. Hình như đặt vậy nè, nó bơm hồ cá anh em, đặt này bơm này ra. Nó chạy nó không có ra tiếng động. Cái máy này bơm bằng nó bơm từ, nó chạy bằng từ ha. Đó, không có thông số gì đó. Đó, nó chỉ có này là ép. Đó, em bán cái máy này 100 luôn nha. Cái máy này là mã số 12. 12 100 ha. Hai cây này của Đức nha anh em. Hai cây này hum của Đức nè. Hum của Đức nè. Cây bao thằng 8 cái 1 2 hôm nay em thanh lý cho anh em hai cây này giá 250 luôn ha. Bằng 8 1 4 nha. Mã số 14 250. Em thanh lý cho anh em giá hai cây này là 250 luôn. Hai cây này là đồng bộ này nghe anh em. Hum đồng bộ này ha. Cái mã số nó 715 1215, 715 1115 này ha. Đồng bộ ha, hai cây này cặp. Cây này của Đức
hai cây của Đức mà bán anh em giá cả 250 thôi ha, quá rẻ. Anh em chốt ha. Này mã số 14 nha anh em. Mã số 14. Lấy hai món đó. Mã số 15 này. Mình có một bộ cứu hộ này. Hồi trước mình hay đi phượt nấu cái hộp không là cũng đủ ha. Cái hộp không cũng đủ tiền ha. Con này của nếu mà bộ top and go á, thì nó rất là mắc. Top and go thì nó cả triệu bạc bộ nghe anh em. Ở trong này là đầy đủ nè. Một cái cây dùi nè, em chưa xài nào, một bộ núm của nó nè. Một bộ núm núm dù của nó nè. Núm dù nè, cái này về anh em dễ lắm, anh em bôi mỡ á. Anh em bôi mỡ vô trở lại là xài bình thường ha, dầu cũng được. Rồi, cái bộ này bộ vá xe. Nó giống như top and go á mà em mua chung xài được ha. Còn top and go thì anh em mua nó đắt tới 1 triệu mấy bộ luôn ha. Rồi em bán nguyên cái bộ này, nguyên bộ này em bán giá 120. Này là mã số 15 120 ha. 15 120. Nổi cái hộp không thì hộp của Nhật nè anh em đủ tiền chưa, cái hộp đựng đồ nghề. Rồi giá 120 ngàn. Số 15. Mã số 16. Mình có một cái kính, gì nè, cái kính gì mà ngày xưa mình hay dòm á, mình dòm ở đây nè, mình dòm kính cúc xạ ở đây, mình dòm ở đây. À đây, mình có thể một á là mình dòm trực tiếp ra đây để làm gì em không biết nha. Cái hai là mình dòm ở đây thì mình thấy nè, mình dòm ở trong đây thì mình sẽ thấy nó nè, thấy chưa? Em thấy không? Thấy ngón tay em di chuyển nè. Nó kính khúc xạ. Nhưng mà con này cũng Nhật nghe anh em. Anh làm gì em không biết. Tokyo. Bằng nhôm. Em bán này cho anh em về siêu tầm khoa học chơi ha. 16 với 100 nha. Mã số 16 với 100k nha. Kính này kính khúc xạ của Tokyo thì nó cũng Nhật. Anh em có thể đem về làm cái chặn giấy lạ lạ rồi chơi cũng được nè ha. Đây anh em nhìn ở đây thì anh em sẽ thấy nè. Đó. Rồi. Rồi anh em có thể nhìn trực tiếp từ đây qua luôn. Nó kính khúc xạ nó để làm gì thì em không rõ, nhưng kính này em nghĩ là nó là kính kỹ thuật ha. Tokyo N1228. Mã số 16 với 100 nha. 16 với 100. Như nó bán 17 bán gì quên ta. Mình mới nói mã số 17 là gì quên. Mã số 16 với 100. Thôi, nay em bán mười mấy mã thôi nè. Thôi, bán luôn. Một cái cây hốt phân hay đào lỗ trong cây gì nè. Một cây. Cái hai nữa là cái hộp bằng đồng. Hai món. Thứ ba nữa là một cái kẹp bằng củ đức. Ba món. Thứ tư nữa là cái giữa hộp kim nè. Rồi, em bán bốn món này giá 150 luôn ha. Nè. Bốn món này giá 150 luôn, chuyển khoản bao ship luôn ha. Nó là mã số 17 nha anh em. Mã số 17 150 bốn món. Anh em muốn về làm gì đó làm. Em không rành. Rồi, hôm nay em thanh lý 17 món ha anh em. Chào anh em nha. Hẹn gặp lại trong clip tiếp theo nha.